Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bác cái vòng loại san hô hóa thạch này, cực kỳ đẹp. San hô hóa thạch hàng Việt Nam, hàng Côn Đảo nhé. Toàn bộ hàng với tôi toàn hàng Việt Nam hết. Đá san hô hóa thạch, đá này nằm sâu dưới biển đấy. Thì tôi sẽ cố gắng liên hệ để lấy được cái cục, một viên đá cảnh bằng san hô đỏ, à, bằng san hô hóa thạch này. Tôi về tôi trưng làm một ngọn núi non bộ nhỏ để bàn phong thủy. San hô hóa thạch hàng này khá là đắt, đắt tiền. Đây là size 12 ni này các bác này, vân nó ni ti rất là đẹp. Đây là vòng 14 ni màu lâu sậm. Đây là vòng 16 ly màu trắng sữa, là trắng ngà này. Rất là nhiều màu. Cái thằng này nó khá là nhiều màu, nó tự nhiên mà. Mình xẻ ra đá nó bên trong nó màu gì thì là nó được màu đấy. Và mình cũng chọn lựa nữa, ví dụ chọn lựa làm sao những cái hạt nó cùng màu xỏ cùng một cái vòng thì nó sẽ đều, nó đẹp hơn xỏ lộn xộn. Đây ví dụ những cái màu trắng vàng này xỏ một cái này, màu trắng sữa này xỏ một cái này, trắng ngà, trắng nâu lâu lâu này. Và đây là một cái vòng 8 ni, à đây hai cái vòng 8 ni cho nữ này. Vòng nữ này thì cực kỳ đẹp, trắng vàng, vàng trắng, hợp mệnh kim, mệnh kim mệnh thủy đấy. Những người đấy đã đeo những cái vòng màu này rất là đẹp. Còn đây là cái vòng trên nắp hộp này tôi để riêng. Cái vòng này 18 ni các bác nhá. Vòng này thì cực kỳ chất lượng, vân nhiều, chọn từng hạt. Đây các bác nhìn này, vân của nó, vân hình hoa, hoa cúc. Đây vân xuyên qua bên kia luôn, nó tự nhiên đấy, vân tự nhiên của nó ấy. Hàng này hàng chọn, đó, nó xuyên có một cái thôi các bác nhá. Chọn được một cái này thôi, có cái viên đấy rất là đẹp. Mình chọn ra được một cái làm vân, hạt nào cũng có vân luôn. Đây 18 ni 13 hạt dành cho những bác nào mà thích chơi to, đeo to quá đẳng cấp luôn. Vòng nặng mà mát lắm, mát lạnh luôn. Đeo cái vòng vào mát, nó mát lạnh luôn. San hô, san hô mà, san hô tự nhiên mà. Cầm nó đầm tay á, đeo đầm tay. Các bác nào 80-90 cân ấy, một tạ đây, đeo vòng này thì cực kỳ đẹp luôn. Nhìn rất là ok. Tôi thì tay hơi bé, chắc đeo 12 ni, 12 hạt thì vừa. Nhưng mà đấy nó là 13 hạt. Nếu mà các bác tay rộng có thể là đeo được vừa, còn tay mà bé thì có thể bớt hạt ra để hạt dự phòng. Đó, hoặc mic con tỷ hưu to vào đây 10 hạt thôi, mic con tỷ hưu, hoặc mic cái gì đấy tùy các bác. Đó tôi bán một vòng nhé, một vòng này nhé, bán theo vòng. Các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại để mua hàng. Đối với các bác khách hàng mới thì có thể mới xem được video lần đầu thì có thể liên hệ, hoặc là xem thêm những video nữa đi, kích
vào xem thêm những video tìm hiểu bên Mộc Hương Shop, kích hẳn vào trang ấy, kích hẳn vào cái kênh Mộc Hương Shop của tôi đây này, đây nha, đây nha, về đây Mộc Hương Shop của tôi này. Các ví dụ các bác được xem, đang xem được cái video này, nó gợi ý xem được cái video này thì đây, thì các bác sẽ vào, kích vào đây này, kích vào cái phần logo này nhé, kích vào đây đó thì nó sẽ vào cái trang chủ và kích vào phần video và nó sẽ ra tất cả những video của tôi từ trước đến giờ. Thì các bác thích cái nào các bác vào đây kho video này, các bác xem nó sẽ rất là rõ ràng, nó không bị lệch lạc đi đâu cả, các bác không phải tìm khó video cả, tìm ở ngoài nó rất là khó, thì các bác cứ vào trang trực tiếp các bác tìm rất là nhiều video từ trước đến giờ, cực kỳ nhiều sản phẩm, các bác có thể vào xem trực tiếp, thích video nào kích vào xem xong lại thoát ra lại vào cái này thì xem nó rất là dễ. Đó. Rồi, xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã xem video của Mộc Hương Shop. Thì chúng tôi sẽ rất là cố gắng. Nó đang bên ngoài, đang điều chỉnh cái màu này vào đây, phát nó màu nó vàng chóe này nhỉ. Rồi, xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã xem video của Mộc Hương Shop. Các bác có thể đăng ký kênh để ủng hộ Mộc Hương Shop nha.